Tôi thay đổi vào tay phát. Bien, 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 muy bien, Suki. Có tuần như một lần nhá, tuần cho bản thân mà cái tuần hai lần hết thôi. Thôi em cũng nó lên cồi rồi. Ứng như này thì nặng phải tầm 2 lần là hết thôi. Yeah. Ừ. Chứ không phải do nội tiết đúng không? Không, do nội tiết mới khó. Còn gian này là do bên ngoài. Đúng rồi. Em bởi vì bản thân từ trước rồi không phải bị mà. Tuần sau em gặp chị nó sẽ khác, trộm vía nó sẽ khác. Yên tâm, vì hắn là nội tiết ấy. Ừ. Thì
hơi sốc như nào. Về được nửa lạng đấy, tạm nửa lạng, nửa ký trên mặt, nửa lạng hơn nửa ký kinh quá. Mặt rất mệt. Gần như ngày xưa. Trời ơi, I'm happy. Giờ em làm mỹ phẩm. Khách đi vào em hỏi về mỹ phẩm. Nó nhìn mặt em chằm chằm chằm. Xong rồi nó bảo em là mặt không có lỗ trên lông mà. Em làm em giật cái mình. Thế là em đang tưởng em bị làm sai, em lỡ nói cái gì. Nó nhìn em nhá, xong rồi lại quay xuống nhìn đồ, xong lại quay lên nhìn em. Xong nó có hỏi em là em dùng cái phần gì không? Nó bảo là dùng cái gì ra mặt đẹp thế, nhưng mà em có dùng cái gì đâu. Lúc ấy là em không hề dùng cái gì hết. Xong rồi dùng lại. Chứ em không biết gì về mỹ phẩm mà em còn phải hỏi chị em. Nhưng nhá, chính là như này, càng nào càng kích, có khi lại càng ra lại càng. Ngày trước em biết dùng như sao? Nhưng mà tính là ngoài sữa rửa mặt em dùng cái gì? Cứ dùng vậy thôi, không có đi đâu. Sữa rửa mặt ngày xưa dùng Nivea, là rửa để cho nó sạch thôi. Tẩy trang còn chả dùng, em chả biết. Bảo là môi trường mỹ phẩm bắt đầu mới biết là thế nào tẩy trang các thứ ấy, mình hỏi chị em này. Đây là sẽ uống tẩy trang. Tẩy trang ấy, cái dầu ấy. Trước chị cũng dùng dầu su màu xanh lá, dùng thích lắm. Đắt cũng chả đắt. Nước chỉ hết. Đúng rồi. Kiểu đợt trước thì nó không có. Vì bản chất như cái này em đánh phấn là nó cộm. Ừ. Nó sần sùi chị. Em đánh phấn nó càng rõ. Chị tưởng. Mà muốn chứ là không bao giờ em động vào đến phấn sau. Nhưng mà nhiều bạn nhá, càng sai lầm ấy, càng mụn, càng thâm, càng vã đánh phấn. Ừ. Thì càng chết. Càng chết luôn. Chị gửi cho em cái ảnh chị chụp.
trong bầu ở đấy. Chúc mừng. Đợi mấy nữa nhà em có bây giờ đã làm thông gia. Sâu sâu thì không thể lái máy bay rồi. Thế béo không? Béo nhá. Thế luôn á, cái mụn như này mà thằng nào càng dưỡng càng béo. Chỉ luôn mụn. Nhiều đứa nói không tin nhưng mà cũng mụn như này á, em mà lại càng kiểu dưỡng thế này thế kia thôi rồi. Càng như... càng to. Ừ, mụn càng to càng béo luôn, càng dài. Càng vàng luôn. Thì nó sao mà thẩm thấu xuống da mình đâu, lại nuôi hết mụn hết. Em biết mà tròn ủng luôn. Ủng. Mà nó còn sâu. Tôi thay đổi vào tay phát. Tôi thay đổi vào tay phát. Muốn chụp không? Thấy chụp đi. Chụp đi sang hiện vậy. Chị chụp kỹ là gì? Chị nhìn đây. Chị nhìn. Nhìn vừa quay có tâm. Ừ. Đấy. Thế nên thay đi sang vậy. Thay vào cả đồ. Mồ hôi ra nó cảm giác nó không nặng đã. Cái này xong bắt đầu ăn ống là hai hôm sau mà. Ôi mẹ ơi, quả mặt của tôi. Nhìn thấy không? Nhìn thấy chưa? Thích rồi. Nhưng mà xong, em anh nặng xong nó về nó. Về nó bình thường ấy à? Hôm qua em vừa mới nặn được một con này, con chết tiệt này, ở trên trán. Chắc là đầu rồi này. Ê đúng không? Cái con to đùng ấy. Ờ, đây đây đây. Bởi vì tắm xong thì là nó nở cái lỗ chân lông á. Thế ra nhìn thấy, ui rồi. Nói chung có dao chích thì để cái tổn thương của bé. Ừ. Nó không bị chết hết cái đầu mụn của bọn em. Dao phải kìm nhà em đầy đủ luôn. Ừ. Máy mổ các kiểu.
hơn 80 người xem dùng ạ. 80.000 người xem đấy. Kinh kinh. Chị đợi em một tí. Bếp này không có nhà ấy. Bếp đây chị. Đâu? Em đây. Ôi trời ơi. Hôm nay buộc cái tóc búi dù cho mình bà già. Phải nhận ra. Nói chim luôn à? Nên thì đi bộ đầu đây. Hello.